Chào Giang nhá. Đâu đang đứng ở đâu? Ở trong ý á, chưa? Chưa. Vào đằng hoàng. Chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ nha. Ok, chào Hoàng Thành nhá. Chào Hoàng Thành. Anh đang đi sự kiện em ơi. Anh đang đi sự kiện. Sự kiện. Ở trong này là chiếm tới 90% là giám đốc. Tất cả các giám đốc của các ban ngành đấy về đây dự sự kiện. Sự kiện hoành tráng lắm. Sự kiện hoành tráng lắm. Ở trong này là toàn giám đốc thôi. Giám đốc vừa và nhỏ. Chào Quân Bùi nhá. Ok Giang. Chào cả nhà. Đi vào đây là phải có giấy mời. Có giấy mời. Sự kiện lớn mà một đêm một ngày. Chủ đầu tư là tổng tất cả tật là 17 tỷ. Tức là người ta tổ chức, người ta mời mọi người đến, không lấy phong bì của ai. Tức là đến đây nhá, nhớ là không mang theo phong bì, phong biết gì đâu. Kiểu không phải là người ta đầu tư để người ta thu tiền lời, tiền mừng đâu. Không bán bất kể một cái gì luôn. Đấy, chỉ là giao lưu sự kiện. Mới lại quay số bốc thăm trúng thưởng. Đấy, chủ đầu tư đấy. Người ta đầu tư cái sự kiện này đấy. Tất tật tật từ A đến Z. Những người ở xa đến đây là ở khách sạn Mường Thanh. Ở khách sạn Mường Thanh tức là bao hết tất cả khách sạn Mường Thanh. Đấy, xe SH kia của người ta, ô tô của người ta. Đấy, tổng là 17 tỷ, sợ không? Cái nhà thấy quả sự kiện ác không? 17 tỷ, đẳng cấp không? Chỉ có ăn uống, giao lưu, các thứ thôi. Chứ nó không phải đa cấp nhá, không phải đa cấp. Không phải đa cấp. Không phải là cứ người nọ mời người kia. Rồi người nọ bảo bán cái nọ bán cái kia để gọi là lừa nhau ấy. Đấy gọi là đa cấp nhá, đa cấp khác. Mà đây là cắt băng khánh thành các. Lễ khánh thành nhà máy. Tức là lễ khánh thành nhà máy. Đấy, anh chào em. Chào em nhá. Ok. Lễ khánh thành nhà máy. Đấy. Đấy. Đấy, lễ khánh thành nhà máy. Mọi người đến đây chẳng nhìn thấy một cái xe máy nào đi đến. 100% toàn ô tô không. Toàn người lịch sự thôi. Anh đang like ở trên bếp. Đông lắm ở nhà yêu ạ. Vui nhỉ? Ở nhà đấy vui không? Đông lắm. Hôm nay mình đi dự sự kiện ở nhà yêu ạ. Ok, anh chào Giang nhá. Mời gần 1.000 người mà. Tức là chủ doanh nghiệp ấy. Chủ doanh nghiệp ấy, người ta mời gần 1.000 người. Rơi khoảng 800 người. 800 người, các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Đấy, ở tất cả các tỉnh. Đấy. Còn xe này là xe quay số trúng thưởng. Đấy. Anh nào mà quay thì được tặng một chiếc xe SH này, mới test là bột này.
và hai giải đặc biệt là được hai chiếc xe ô tô. Đấy, hai chiếc xe ô tô mới test là bộ luôn. Đấy, kinh khủng không cả nhà. Quá hoành tráng luôn. Doanh nghiệp mà.